Ok anh em, để mở đầu cho chuyến đi cảnh sắp tới này thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái công thức, một cái phương pháp, cũng là một cái cách sống mà mình đang áp dụng trong chính cuộc sống của mình. Cá nhân mình thì mình thấy nó mang lại cho mình một cái cách sống khá là thoải mái, thích thú và sung sướng. Và cái cách sống, cái phương pháp này mình gói gọn nó trong một chữ là buông. Tầm từ một năm trở lại đây thì mình bắt đầu bộ môn thiền. Tức là mình sẽ ngồi xuống và mình dồn hết sự tập trung của mình vào một đối tượng, đó chính là hơi thở. Nhưng dần dần thì mình có cảm giác là mình được dẫn dắt để mình phát triển cái bộ môn thiền của mình, và nó cứ tăng dần cái level của nó lên. Đến thời điểm bây giờ thì mình đang tập luyện biến cái cuộc sống của mình nó thành thiền. Mình đang tập luyện ngắt hết mọi sự kết nối, ngắt hết mọi sự bấu víu vào cái vật chất này, vào cái cuộc sống này, và vào tất cả những gì hiện tại mà mình cho nó là của mình, kể cả thân xác này. Mình đang tập luyện để mình biến cuộc sống của mình lúc nào nó cũng phải bình tĩnh, bình an, thanh tịnh. Và mục tiêu của mình là lúc nào mình cũng có thể buông được mọi thứ mà mình đang có, mọi thứ mà mình cho nó là của mình, mọi thứ mà mình đang bấu víu. Mới đây nhất thì mình cũng có cơ duyên được hiểu cặn kẽ cái việc vô thường trong cuộc sống này nó là cái gì. Như ngày trước thì mình sẽ có suy nghĩ là mình là cái thằng trường này đang ngồi đây nói chuyện với các bạn, mình là cái thân xác này, mình có cái này, mình có cái kia, mình muốn và mình phải có cái này và có cái kia. Tuy nhiên trong cái vũ trụ này không có một cái gì nó là mãi mãi cả, kể cả bản thân mình. Ở kiếp này thì mình đầu thai ra với cái thân xác này, với bộ mặt này, cơ thể này. Nhưng ở nhiều kiếp trước mình không biết mình đã là trong những cái hình hài gì, hình thù gì, thân xác gì. Và kể cả vài chục năm nữa khi mình chết đi thì mình cũng sẽ trở thành một thân xác khác, hình hài khác, không biết mình sẽ trôi lăn trong luân hồi này ở thân xác nào. Thế nên đây không phải là mình, đây chỉ là mình trong cuộc sống hiện tại, trong thân xác hiện tại. Và tất cả mọi thứ mình đang có, mình nghĩ nó là của mình, từ đồ vật đến công việc, đến tất cả mọi thứ mình sở hữu, hoặc là những mong muốn, kể cả những ý nghĩ mà mình muốn có, mình muốn đạt được, tất cả nó là vô thường. Nó sẽ đến và nó cũng sẽ đi. Mình không thể nào mình nắm giữ nó hoặc sở hữu nó một cách mãi mãi được. Nếu mà mình có cái suy nghĩ rằng là mình là cái thân xác này, mình là cái cơ thể này, mình là đàn trường, và nếu mà mình có cái suy nghĩ rộng hơn là mình phải có cái này nó thuộc về mình, cái này nó là của mình, hay là mình phải có cái này, thì dần dần nó sẽ thành một cái là mình bấu víu vào cái vật chất này, bấu víu vào cái cuộc sống này, mình bị xích vào cái thân xác này và mình bị xích vào cái cuộc sống này. Mình sẽ không thoát được ra khỏi những cái thứ gọi là ảo ảnh, những cái thứ gọi là nó sẽ đến và nó sẽ đi, những cái thứ nó gọi là vô thường. Thì hiện tại mình đang tập luyện một cái pháp thiền, nó gọi là, đấy, như chia sẻ với anh em, nó là buông, ngắt, dừng. Thay vì mình suy nghĩ như ngày trước là mình bấu víu vào tất cả mọi thứ, mình có cái này, mình có cái kia, mình là cái này, mình là cái kia, thì bây giờ mình ngắt nó và mình buông nó, mình dừng lại hết tất cả mọi thứ. Nó giống với cả cái công thức mà mình đã chia sẻ cách đây một năm về trước, sống như ngày cuối cùng của cuộc đời. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình thì mình sẽ làm cái gì? Tất nhiên là mình sẽ chọn những cái gì vui nhất mình làm, những cái gì mà mình muốn hoàn thành, muốn trọn vẹn, muốn nó xong, hoặc là làm những cái gì mà mình cảm thấy nó sung sướng nhất thì mình sẽ làm những cái đó. Cũng giống như với cái phương pháp thiền này, mình buông hết. Ngày cuối cùng thì cái thân xác này thì cũng sẽ chia tay với nó, thì cũng thế nào cũng được. Rồi tất cả mọi thứ mình đang có, công việc, tiền bạc, vật chất, của cải, tất cả mọi thứ mình đang có mình cũng buông. Cứ rảnh lúc nào thì mình nghĩ 2 đến 5 phút, mình lại đi sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Từ mình có phải là cái thân xác này không, hay kiếp sau mình là một thân xác khác, mình bắt đầu với một cuộc hành trình khác, với một kiếp sống khác. Rồi những cái thứ mình đang sở hữu này nó có tồn tại mãi mãi không, hay là nó đến rồi nó cũng lại đi, mình có mang đi theo nó được kiếp này sang kiếp khác không. Nếu tất cả những thứ đó mình thấy nó là cái sự sinh ra và hủy diệt, chết đi, thì mình thôi, mình khỏi cần bấu víu vào nó từ ở thời điểm hiện tại, mình buông nó. Mỗi ngày mình dành ra 5-10 phút, cứ dành một tí, 2 phút cũng được. Thầy mình có dặn như thế, 2 phút cũng được.
trong 2 phút, 5 phút đấy thì mình buông. Tôi chả cần cái gì cả. Tôi chả phải cái thân xác này, tôi cũng chả sở hữu cái gì, tôi cũng chả cần cái gì cả. Thì mình thấy cái phương pháp này khá là hay và nó logic. Nó cũng là cái lý do cho buổi đi cảnh ngày hôm nay. Hôm nay là mình đã lên lịch từ trước với anh em rằng là anh em mình sẽ có một ngày đi ngắt kết nối với mọi thứ. Ngày hôm nay là cái ngày mà mình xác định là cái ngày mình sẽ thiền sâu lắng, lâu dài, thiền lâu hơn mọi ngày một chút. Mình dành cả ngày mình ngắt luôn. Mình dành cả ngày mình sẽ dừng buông tất cả mọi thứ. Nó gọi là níu kéo với cái cuộc sống vật chất, cuộc sống hiện tại mà mình đang có. Không quan tâm, dừng hết. Thì cái điểm lợi ích khi mà mình áp dụng cái phương pháp dừng chặt buông này là mình có cảm giác là cái trí tuệ của mình nó sẽ được mở ra. Cái suy nghĩ của mình nó sẽ được nghĩ rộng hơn ra, thay vì mình chỉ nghĩ xung quanh những cái gì mình đang có. Thì nếu mà mình không có gì thì mọi thứ của mình nó sẽ mở hơn, nó sẽ rộng hơn. Cái tầm suy nghĩ của mình nó được thoát ra, nó được phóng ra ngoài rộng hơn, xa hơn. Và khi mình buông được tất cả mọi thứ, khi mình dừng được tất cả mọi thứ thì mình cảm thấy nó nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên. Mình không buông lâu. Sống thì tất nhiên là vẫn phải sống, đời thì vẫn phải là đời. Tuy nhiên là mình tập luyện cho mình cái thói quen buông được và thả được, dừng được, quyết định buông được, thả được, dừng được. Thì mình sẽ không bị gọi là mình bị bấu víu, mình bị níu kéo vào những cái gì mà mình đang có. Mình sẽ không có sự sợ hãi khi mình mất những cái thứ đó. Mất thì thôi, lo cái gì, trước sau gì mình chả mất. Kiểu như vậy. Thì nó làm cho mình cái thân tâm của mình được thanh thản, bình yên. Thì đấy là cái lý do cho cái buổi đi cảnh ngày hôm nay. Và sau đây mình xin giới thiệu với anh em những thành viên trong buổi đi cảnh